béo lên thế này là sau khi sinh con? Cháu béo từ trước khi sinh con ạ. Trước khi sinh con cháu cũng 6-7 cân. Trẻ. Vâng. Sinh con xong béo thêm chục cân. Vâng. Cháu có bệnh gì khác đi cùng với béo không? Các cái bệnh nó liên quan đến béo ví dụ như là tiểu đường này, cháu có? Cháu không ạ. Cháu chỉ không ạ. Tất cả cháu đều kiểm tra hàng năm mà chỉ có bị thoái hóa đốt sống nhá. Với lại gan thì nhiễm độ 1 thôi. Cháu đau khớp gối, hai khớp gối. Gối cháu ít, cháu chỉ đau lưng thôi, nó cứ tê xuống chân thôi. Cháu đã áp dụng biện pháp gì để cháu giảm cân đi chưa? Cháu cũng áp dụng tương đối nhiều. Cháu từng tập gym này, rồi ăn theo các cái chế độ dinh dưỡng Upline đấy của họ quảng cáo và giới thiệu đấy. Với lại cháu cũng có làm cái phương pháp tiêm tinh chất này. Vâng, tiêm tinh chất này trong năm ngoái. Tiêm tinh chất cháu có giảm cân nào? Cháu làm thì cái phương pháp đấy là giảm được nhiều nhất là cháu xuống được 65 cân. Nhưng mà sau một thời gian thì nó lại hồi nhanh. Cháu tập gym nhiều chưa? Cháu tập gym 2 lần. Một lần cháu tập thuê huấn luyện viên hàng ngày ấy. Vâng, được khoảng tầm 3 tháng ấy. Xong sau đấy là cháu thôi. Có thấy hiệu quả nhỉ? Cũng xuống được khoảng tầm 4-5 cân đấy ạ. Nói chung là cũng nhiều thứ khác nhiều thì, nhưng mà tóm lại là làm thì toàn có lửa chừng đi. Lửa chừng cháu hay bỏ. Bác hỏi rất kỹ là bởi vì thế này. Thực ra bác chỉ điều trị thực sự cho những người mà họ đã thực sự cố gắng ấy. Bằng mọi biện pháp dễ dàng nhất, ví dụ như là thay đổi chế độ ăn này. Có khi một số người thay đổi chế độ ăn họ thành công thì thôi vì người làm. Cái thứ hai là ví dụ tập luyện tốt này, mà có thể thành công được thì bác khuyến khích tập luyện, bác cũng chẳng khuyến khích làm như này chị. Vâng ạ. Chỉ có những người mà thất bại hoàn toàn bởi những cái biện pháp đấy, họ đến họ thực sự đầu hàng, không thể cố gắng được nữa. Vâng. Thì lúc đấy bác áp dụng biện pháp của bác. Biện pháp của bác lợi là cuối cùng. Vâng. Cháu cũng thực hiện nhiều biện pháp ăn kiêng cũng của nhiều nơi, uống cả thuốc giảm cân cũng nhiều loại. Cháu cũng đọc nhiều sách báo là tinh bột thì cháu cũng cho mọi người cũng tương đối ít thôi, nhưng mà cháu ăn thịt hơi nhiều. Nếu cháu nhìn thấy thịt thì đó không thể đừng được. Thực ra thịt mà thịt nạc thì nó không gây béo. Nhưng cháu hay ăn đồ lạc đồ mỡ. Cháu lại không ăn được lạc không. Người béo lại rất là thích ăn cái đồ lạc đồ mỡ. Cái nguồn gốc sinh ra béo chủ yếu là do tinh bột và mỡ. Vâng. Nó chuyển hóa thành mỡ này của mình. Đạm không chuyển hóa thành mỡ. Vâng. Đạm chuyển hóa thành mỡ rất là khó. Nó chỉ một phần nó tạo tế bào cơ thể, phần nó tạo ra lượng rất ít thôi. Vâng. Thế tóm lại là muốn giảm cân chỉ có cách giảm ăn đi. Thế nhưng trong người với người bình thường này giảm ăn rất là khó. Họ tự giảm ăn rất là khó. Vâng. Cái gọi là họ bảo giảm được thì nó không đáng bao nhiêu. Vâng. Và cháu muốn gầy đi cháu phải giảm được 80% khối lượng ăn như thế. Vâng. Cháu hình dung là chắc là cháu không thể chịu được nổi tự giảm ý chí của mình để giảm được. Ý chí cháu không thể làm được. Quá khó. Cháu muốn hỏi là các ca mổ thì đều tự tay bác mổ hết ạ? Tất nhiên chỉ có mình bác. Vâng. Không có người thứ hai. Cả cái đất nước này vì thế mà 15 người thích phải ra đây. Sài Gòn ra rất là đông. Mấy hôm nay Covid họ đỡ rồi. Vâng. Chứ còn bình thường ra rất là đông.